cân kia mà nó về nấu cơm không? Hả? Ui mẹ mày kìa, mẹ mày kìa. Mẹ mày đã ăn ngồi bánh cân chưa cay cũng ngồi với cơm mẹ. Trời ơi, nó với cay ngon thế. Hello, xin chào các bạn. Mình là con trẻ trâu đây. Thì ngày hôm nay tự nhiên mình thèm bánh cân cua quá bạn. Nên mình sẽ làm nồi bánh cân cua siêu cay khổng lồ để ăn cho nó sướng các bạn. Ok bạn ơi, mình đã chuẩn bị 6kg bánh cân. Ok, bây giờ mình sẽ sang nhà tư vi dinh 7 mượn cái nồi của nó để làm nồi bánh cân siêu to khổng lồ. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ phi hành và xào sơ qua xương heo để giúp cho cái nồi bánh canh cua của mình ngon hơn và thơm hơn. Thơm quá các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ nước vào các bạn. Các bạn ơi, siêu cay thì không thể thiếu cay được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ bột ớt và sa tế vào nha anh em. Ok, trong lúc chờ đợi nước sôi thì bây giờ mình sẽ xử lý hết đống nguyên liệu này. Ok, nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ các nguyên liệu vô nồi bánh canh siêu cay khổng lồ của mình. Đây là chả cá. Đây là cá viên. Đây là trứng cút. Và đây là cua. Ngon quá các bạn ơi. Ui, như con vầy kìa. Mình đổ nước vô luôn. Nhìn ngon thế. Thơm. Thì cái nồi này nặng quá mình không khiêng được nữa. Bây giờ mình sẽ vô kêu ông Tiêu Quý 97 ra hiêu hộ mình. Wow, nồi bánh canh khổng lồ ngon đấy các bạn. Ui, nhìn ngon lắm các bạn ơi. Nhìn là thấy thèm rồi các bạn ạ. Wow. Ui chù. Thơm đấy. Ui ngon thế. Wow. Chả cá này, cua này, ui đầy đủ hết các bạn ơi. Xương heo luôn này, wow. Được đấy, chất đấy. Thấy nó ghê không ghê? Ui thơm các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắc xuống không là nháo á. Ờ. Đây, mình sẽ để ở đây. Đấy, rồi bây giờ dọn cái này đi để bắt đầu chiến đấu nào. Đấy, đi đây, đi đây. Ui, nóng thế, đi đây, đi đây, đi đây. Ok, đấy, để nắp đây. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cái nồi bánh canh siêu cay khổng lồ của mình. Ok các bạn ơi, bây giờ thằng Tuân Trẻ Châu nó sẽ trải nghiệm nồi bánh canh cua siêu cay khổng lồ trước. Ăn thử nào.
Ngon không? Làm miếng trứng cút, làm miếng cá viên chiên thử. Wow, các bạn nhìn này đấy. Cái nồi của nó nhìn ngon, nhìn cay ngon. Wow, mình nhìn mình đã thấy thèm rồi các bạn ơi. À quên, mình mời các bạn nhá. Ui, Tân Trẻ Trâu nó húp ngon quá các bạn ơi. Nóng, cay, ngon. Ừ, quá tuyệt vời luôn đúng không? Ừ. Tân kia mà có về nấu cơm không? Hả? Ui, mẹ mày kìa, mẹ mày kìa. Mẹ mày sẽ ăn ngồi bánh canh chưa cay cũng lộ với con mẹ. Trời ơi, nó với canh ngon thế. Mấy canh ở đâu mà ngon thế, ai làm á? Con làm á. Con làm được á hả? Ừ. Trời ơi, làm rồi với canh ngon thế, trời ơi. Giỏi thế nhỉ, trời ơi, con tôi giỏi ghê nhỉ, nấu được rồi với canh ngon thế. Trời ơi. Mẹ ăn đi. Giỏi. Đi lấy chén mẹ ăn thử coi. Ok các bạn ơi, bây giờ mẹ của thằng Tuân Trẻ Trâu và Tuân Trẻ Trâu sẽ ngồi trải nghiệm nồi bắn căn siêu cay khổng lồ của thằng Tuân Trẻ Trâu các bạn ạ. Wow, phải gọi là nhìn thích lắm các bạn ơi. Xem này, Tuân Trẻ nấu ngon không nào. Trời wow. Ơi, thịt trứng nhiều này. Wow, thịt heo nhìn thích lắm anh em ạ. Con tội, con cuốn. Ngon nè. Ngon. Tân giỏi á, nấu ngon lắm. Đấy, cái cô Hoàng thấy thằng con của cô giỏi không? Đấy, một mình nó tự nấu từ đầu đến cuối luôn á. Tới cái lúc nó nấu xong rồi con đang ngủ ở bên trong nó mới vào, nó gọi con ra bưng phụ nó đấy. À, nhìn. Nấu ngon ghê á. Ngon, quá tuyệt vời luôn. Cháu nhìn cháu đã thấy thèm rồi này. Giỏi ghê. Quá, wow, Tân Trẻ Trâu nó ăn nó cứ sụp ngon quá các bạn ơi. Cô Hoàng thấy Tân Trẻ Trâu nó ngon không? Ngon lắm. Ngon à? Có cay không cô? Nếu tại cháu thấy cay, cay nhưng mà ngon. Cay mà ngon. Wow. Ngon ghê. Ngon á. Nè ngon ăn cùng đi, ngon lắm. Có cá viên nhờ, ngon. Có cua nữa nè. Cua này, cá viên này, trứng cút này, chả cá này. Xương heo này. Bây giờ mình ăn một miếng xương heo nha anh em. Xương heo ngon. Cay nhưng mà ngon hả? Dạ. Con rồi đúng giỏi á, nấu được nồi canh, bánh canh to khổng lồ, ngon ghê ạ. Tự con nghĩ ra con nấu hả? Tự con nấu á. Ngon không? Ngon. Mẹ làm được như thế này không? Mẹ chưa làm được hả? Ngon quá. Mà Trẻ Trâu nóng quá, vừa ăn vừa tát hết mồ hôi các bạn ạ. Ok các bạn ơi, mình không thể nhịn nổi nữa rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngồi xuống và trải nghiệm cái nồi bắn căn cua. Đây, cua đây các bạn ơi. Đấy, bắn căn cua là có cua luôn. Siêu cay khổng lồ của Tân Trẻ Trâu anh em ạ. Wow, giỏi đấy. Đấy, cô Hoàng thấy thằng Tân Trẻ Trâu ghê không? Cháu không biết, có khi cô không làm được cái nồi như này đúng không? Cô làm được không? Chưa làm bao giờ. Chưa làm bao giờ không? Đấy, Tân Trẻ Trâu là nó làm toàn những món khổng lồ thôi. Đấy, ăn sướng lắm cô ạ, ngon lắm. Bây giờ cháu có ăn thử này, đây này, đấy trứng cút này, cá viên này, nói chung là đầy đủ hết các bạn ơi. Này, xương heo này, đấy mình làm đầy đủ hết luôn. Đấy, bỏ vào đây, đây cho thêm ít nước luôn này. Wow. Ok, mình mời tất cả các bạn nhá. Ngon không? Ừ, ngon lắm cô ạ. Ngon không? Nhưng mà cay quá. Cay nhưng mà nó ngon. Tân đúng giỏi ghê đó. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn ơi. Rồi mình làm miếng hành này. Nó thơm.
ăn cái càng cua thôi. Nó càng cua thôi nó ngon. Càng cua đẹp chưa? Tuân ăn không? Con sao bé được. Thế gặm. Ok thì cái nhận xét của mình đầu tiên về cái nồi bánh canh cua khổng lồ của anh Tuấn Trẻ Châu này, đầu tiên là mình ăn vào là mình thấy nó cay các bạn. Sau đó nói chung là rất chi là ngon, nó làm cái này đầy đủ các loại nhiên liệu luôn, nói chung là đa dạng và phong phú, ăn ngon lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ làm miếng xương heo. Quá các bạn ơi, bây giờ mình cũng no rồi các bạn ạ. Thực sự luôn là ba người ăn không hết được cái đồ này các bạn ạ. Nên bây giờ có lẽ mình lại phải đi chia sẻ với lại mọi người rồi các bạn ạ. Rồi thôi, clip của bọn mình cũng dừng lại ở đây thôi nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Nếu như các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai đứa bọn mình nha. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye. Bye bye cô.